tảo xanh dày đặc, bà con chủ quan không phòng và trị sớm kịp thời dẫn tới hiện tượng tảo tàn, sụp tảo khiến cá gặp tình trạng thiếu oxy, cá bị ngáp ngửa bụng, nặng sẽ chết hàng loạt gây thiệt hại lớn cho bà con nuôi nếu không xử lý kịp thời. Và hôm nay em sẽ đem đến cho các bác một giải pháp hoàn toàn mới. Men vi sinh siêu cắt tảo siêu tiết kiệm của Thủy sản 365. Thứ nhất là giúp xử lý sạch tảo xanh, tảo đỏ, lợn cợn trong ao cũng như là xác tảo tàn tích tụ lại dưới đáy ao. Thứ hai là giúp xử lý sạch đáy ao, sạch nước, giúp ao trong, đẹp, nâng cao chất lượng sống của cá. Và thứ ba là giúp xử lý khí độc trong ao nuôi như là NH3, NO3 và H2S. Với thành phần chính là Bacillus và Protea hàm lượng cô đặc cao, đây chính là hai chủng vi sinh có tính diệt trừ cực kỳ mạnh. Cắt tảo Supercat có thể hỗ trợ xử lý cho tất cả các ao nuôi thủy sản như là tôm, cua, ốc, ếch, cá ba ba nhà mình, giúp xử lý sạch tảo xanh, tảo đỏ, hỗ trợ xử lý nước, xử lý đáy và cân bằng hàm lượng oxy trong ao nuôi, giúp vật nuôi phát triển tốt. Và hôm nay chương trình ưu đãi chào hè siêu ưu đãi cực khủng nhằm hỗ trợ bà con trong những ngày hè nắng nóng tới đây thì Thủy sản 365 tri ân đến các bác, các cô, các chú, các anh chị em chương trình ưu đãi. Mua hai sản phẩm cắt tảo như thế này thì tặng ngay một gói enzyme giúp hỗ trợ xử lý sạch nước, bổ sung thêm 75 tỷ bào tử vi sinh có lợi hỗ trợ cho ao nuôi nhà mình. Và khi mua 3 gói cắt tảo sẽ có hai sự lựa chọn, một là tặng thêm một gói cắt tảo như này, hai là tặng Yuka các bác nhé. Và với Supercat thì các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Đây là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn công nghệ GMP, nguyên liệu thì được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu. Trên bao bì thì có mã QR để các bác quét thông tin đầy đủ nên các bác hoàn toàn yên tâm. Và các bác đang quan tâm đến sản phẩm hay ao nhà các bác đang gặp vấn đề gì thì các bác hãy liên hệ ngay với Thủy sản 365 để được nhận chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn các bác nha. Hôm nay quay trở lại đây các bác nha. Bọn em có quay này đây. Hết tảo rồi. Sản phẩm Supercat siêu thế hệ mới đây. Thực sự là tôi hết sức bất ngờ luôn. Vì trước đây tầm 7 ngày như thế là cái ao tôi tảo nan như thế là xanh kín ao luôn. Cá như thế là không nên ăn bỏ cám. Thế mà sau một tuần như thế là sử dụng cái này hôm nay là hầu như là sạch 100% luôn. Đấy cá lại nên ăn khỏe mạnh bình thường luôn. Đấy tôi phải nói là cái thuốc này rất là hiệu quả mà một sự bất ngờ.